Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi mậu thân 1968 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc không? 1 tổng quan về tuổi mậu thân 1968 nữ mạng năm 2022 nhâm dần nữ mạng năm 1968 tuổi mậu thân tức tuổi con khỉ thường gọi là độc lập chi hầu tức khỉ tự lập mệnh thổ đại trạch thổ nghĩa là đất nền nhà mệnh thổ gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim thổ sinh kim thổ bị thiệt không tốt địa chi thân gặp dần lục xung không tốt Thiên can, mậu gặp nhâm, nhâm khắc mậu, không tốt. Sao chiếu mệnh, sao kế đô, hung tinh, chủ về bệnh tật, tai họa người âm phá dối, dù mệnh chủ sức sống rồi rào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Vận hạn, hạn thiên tinh, tiểu hạn, đề phòng ngộ độc, sức khỏe suy giảm, chuyện thị phi. Vận niên, dương hồi ngàn. Thái tuế năm 2022, Phạm Thái tuế sung Thái tuế. Tam tai năm 2022 phạm tam tai năm thứ nhất. Tuổi Kim lâu năm 2022 phạm Kim lâu Kim lâu thân, bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà, kết hôn, cưới hỏi trong năm này. Hạn hoang ốc năm 2022 không phạm hoang ốc. Hai sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Mậu thân 1968 nữ mạng sao kế đô là một hung tinh đem lại sự buồn khổ chán nản thờ ơ sức mạnh của sao kế đô vô cùng lớn ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình hung tinh kế đô chủ về bệnh tật tai họa người âm phá rối dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn thương tật bất ngờ Nhìn chung sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền chán nản. Gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Theo tiuvinngaynay.com nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại. Nữ giới cực kỳ sao kế đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui. Nhưng nếu mang bầu, mang thai mà gặp sao kế đô thì ngược lại, giữ sẽ hóa lành. Bởi theo quan niệm người xưa là phụ nữ có bầu bị sao kế đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng. Kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Bà Vận hạn năm 2022 của tuổi mậu thân 1968 nữ mạng. Người gặp hạn thiên tinh nên đề phòng ngộ độc, sức khỏe suy giảm, cần thành tâm cầu Đức Phật phổ độ mới qua khỏi. Phụ nữ mang thai hạn chế trèo cao, kẻo té ngã, ăn uống nên đề phòng ngộ độc, e bị trị thai căn cứ vào ý nghĩa của câu thơ viết về hạn thiên tinh thiên tinh phải mắc giả tay ngục hình theo đó thì khi gặp năm có hạn này đương số dễ gặp rắc rối liên quan đến luật pháp có thể bị kiện cáo nặng thì bị truy tố xét xử và chịu án phạt ngoài kiện cáo hình pháp ra một dạng tai nạn dễ gặp do hạn thiên tinh gây ra đó là tai nạn về ban đêm chữ giả tay với chữ giả nghĩa là đêm tối tai nạn về đêm thường là trộm cướp té ngã khi trời tối Hàn thiên tinh chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, dạ dày, nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm, phụ nữ có thai dễ bị tai nạn thai sản, hư thai, bào thai và sức khỏe của sản phụ không được tốt. Nhiều người khác có thể té ngã độ cao. Một số người té ngã do trèo leo, với tay lấy các vật trên cao. Cách giải hạn thiên tinh như thế nào? Một trong những cách giải hạn thiên tinh được đề cập đến là tu dưỡng bản thân, trau dồi đạo đức phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, phúc phận nếu có khả năng thì nên ủng hộ quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đề phòng kẻ trộm thì bạn nên nuôi chó tu sửa cửa cổng tường bao an toàn chắc chắn với phụ nữ có thai đặc biệt không nên trèo cao hay lấy những đồ vật ở trên cao khi cần hãy nhờ một người nào làm giúp không được tự mình thực hiện những công việc này khi đi lại thì nên nhẹ nhàng, luôn luôn cẩn trọng, không được để té ngã hay bất kỳ một va chạm nào, có như vậy thai nhi với được khỏe mạnh và phát triển tốt. Với tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ có thai, đều cẩn thận việc ăn uống, thực hiện ăn chín uống sôi để phòng ngừa ngộ độc. Khi có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, thì chủ sự cần đi khám để điều trị ngay lập tức, không được chủ quan, tránh hệ lụy về sau. Nên thành tâm cầu xin trời Phật để được tai qua nạn khỏi và sức khỏe nhanh chóng được phục hồi. 4. Vận niên năm 2022 của tuổi mậu thân 1968 nữ mạng. Dương hồi ngàn là dê được về núi rừng thỏa chí tang bồng, hoa quả nhiều khắp nơi, cây cỏ cũng tươi tốt mượt mà tha hồ thưởng thức. Trong năm nay đường công danh của bản mệnh có nhiều triển vọng, kinh doanh buôn bán cũng gặp dịp phát tài. Trong năm này bản mệnh gặp được nhiều bạn tốt, nhiều cơ hội may mắn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hơn nữ, trong năm này bản mệnh còn đón nhận nhiều tin vui trong đỉnh như thêm người, thêm của. Trong năm bản mệnh cũng nên biết kiềm chế, khiêm nhường thì đường công danh sự nghiệp mới được bền lâu. Ngoài ra bạn cũng cần lưu ý khi tham gia giao thông, quản lý tiền bạc và tài sản cẩn thận. năm Tuổi mậu thân 1968 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022, có bốn con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi dần năm 2022, năm bản mệnh năm tuổi, tuổi dần phạm trị thái tuế hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng tuổi tỵ năm 2022, tuổi tỵ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi thân năm 2022, tuổi thân phạm sung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động tuổi hợi năm 2022, tuổi hợi phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi mậu thân 1968 nữ mạng phạm hạn thái tuế sung thái tuế. 6. Tuổi mậu thân 1968 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? hạn tam tai chính là hạn của ba năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số ba, thứ ba. Còn tai, nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi thân tí thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn. Bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ Ngọ Mùi. Gia chủ tuổi Mậu Thân theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Thìn, Canh Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn, Nhâm Dần, Quý Mão, Giáp Thìn, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thìn. Như vậy trong năm 2022, tuổi Mậu Thân 1968 nữ mạng phạm hạn tam tai năm thứ nhất. 7, tuổi mậu thân 1968 nữ mạng trong năm 2022 có phạm tuổi kim lâu không? Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học của phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng đó là Kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm kim lâu. Kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán ra bản sản, có nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì, 1, 3, 6, 8 thị kim lâu tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư ba phạm kim lâu thê, dư sáu phạm kim lâu tử, dư tám phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi mậu thân 1968 nữ mạng là 55 tuổi phạm tuổi kim lâu kim lâu thân. Năm này bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà, kết hôn cưới hỏi. 8. Tuổi mậu thân 1968 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cát hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài tam địa sát xấu tuổi này làm nhà là phạm gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do dai đắc mệnh tứ tấn tài tốt làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới tứ tấn tài chi phước lộc lai ngũ thọ tử xấu tuổi này làm nhà là phạm trong nhà chia rẽ lâm vào cảnh tử biệt sinh ly ngũ tử ly thân phòng tử biệt lục hoang ốc xấu tuổi này làm nhà cũng bị phạm khó mà thành đạt được lục ốc tạo ra bất khả thành theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư, trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư hai là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư năm là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi mậu thân 1968 nữ mạng là 55 tuổi âm không phạm hạn tuổi hoang ốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.